Nội dung hấp dẫn, mạch phim lôi cuốn, diễn xuất của dàn diễn viên chính đều được đánh giá ở mức từ ổn định đến mức khá tốt. Nhưng nhiều bộ phim lại không có được mức độ nổi tiếng tương xứng với chất lượng của nó. Nguyên nhân một phần là do các bộ phim này thường không có các diễn viên có lưu lượng mạnh và cũng không được làm truyền thông một cách mạnh mẽ nên ít được chú ý so với những bộ phim phát sóng cùng thời điểm. Trong video này, hãy cùng Cbiz Phim điểm mặt kể tên những bộ phim này nhé! Tình yêu thôi mà, của Châu Vũ Đồng và Ngô Lỗi. Thuộc thể loại phim tình cảm đô thị, Tình yêu thôi mà của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng được rất nhiều khán giả yêu thích. Vì nội dung nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng cũng đầy thực tế, cùng với đó là những năng lượng tích cực mà bộ phim đem lại cho người xem. Lương Hữu An, Châu Vũ Đồng là một nhân viên ưu tú, có biệt danh bất khả chiến bại ở nơi làm việc nhưng lại đang cảm thấy bế tắc trong sự nghiệp. Trong một lần tham gia hoạt động thể thao của công ty, cô tình cờ gặp một chàng trai trẻ nhỏ hơn mình 10 tuổi Tống Tam Xuyên, Ngô Lỗi. Vốn là một vận động viên cầu lông tài năng, nhưng vì chướng ngại tâm lý mà Tống Tam Xuyên đành từ bỏ sự nghiệp cầu lông của mình. Sau đó, dưới sự thuyết phục và động viên của Lương Hữu An, Tống Tam Xuyên đã quay lại với sự nghiệp thể thao, nhưng lần trở lại này Tam Xuyên không chơi cầu lông nữa mà lại chuyển sang chơi tennis. Tại thời điểm bế tắc trong sự nghiệp, Lương Hữu An và Tống Tam Xuyên đã quyết định làm lại từ đầu, cùng nhau thành lập một câu lạc bộ quần vợt. Thời gian đầu, cả hai thường nảy sinh mâu thuẫn do khác biệt về tư tưởng và tính cách. Thế nhưng, cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, thử thách, họ dần học được cách tin tưởng đối phương và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Từ trước đến nay, khoảng cách tuổi tác quá lớn vẫn luôn là một vật cản trong tình yêu, đặc biệt là đối với mối tình chị em. Theo lẽ thường tình, một Lương Hữu An trưởng thành, chín chắn phải tìm một người đàn ông môn đăng hộ đối. Thế nhưng, trái ngược với điều đó, nét trẻ con, tinh nghịch và tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ của Tống Tam Xuyên mới là thứ chạm đến trái tim của Lương Hữu An. Suy cho cùng, tình cảm vốn dĩ là câu chuyện riêng của hai người. Nếu cứ mãi cân nhắc những yếu tố thực tế như tuổi tác, tài chính, địa vị hay để tâm đến những lời phán xét từ xã hội, chúng ta sẽ khó có được một tình yêu đích thực. Chỉ khi nhìn tình yêu với một cái nhìn thuần khiết hơn, chúng ta mới dễ dàng tìm thấy một nửa phù hợp với mình. Không chỉ đơn thuần là một bộ phim tình cảm, Tình yêu thôi mà còn là một lời động viên cho những ai đang cảm thấy tuyệt vọng trong cuộc sống, giúp bạn có thêm dũng khí để bắt đầu lại từ con số 0. Vấn Tâm của Triệu Hữu Đình, Mao Hiểu Đồng và Kim Thế Giai. Vấn Tâm là câu chuyện cảm động xoay quanh các bác sĩ chuyên khoa tim mạch của Bệnh viện Đông Lập. Chu Tiểu Phong, do Triệu Hữu Đình đóng, là bác sĩ chủ nhiệm tại khoa tim mạch. Anh có tính cách lạnh lùng cứng nhắc và không mấy thân thiết với mọi người trong khoa. Mặc dù vậy, Chu Tiểu Phong lại là một bác sĩ cực kỳ giỏi với tay nghề phẫu thuật có tiếng. Anh là bác sĩ được lãnh đạo bệnh viện bồi dưỡng trọng điểm để trở thành trụ cột bệnh viện sau này. Các lãnh đạo bệnh viện yêu cầu Tiểu Phong hợp tác với Lâm Dật do Kim Thế Giai đóng để trở thành cộng sự trong phòng phẫu thuật. Nhưng trái ngược với Tiểu Phong, Lâm Dật có tính cách thẳng thắn thậm chí là hơi bốc đồng. Hai người có quan điểm khác nhau về nghề nghiệp và cách đối xử với bệnh nhân nên thường xảy ra xung đột. Sau này lại có thêm một nữ bác sĩ trẻ cũng gia nhập khoa tim mạch là Phương Tiểu Nhiên, do Mao Hiểu Đồng đóng. Cô là em gái của Tiểu Phong, quay lại cùng mẹ với mục đích hàn gắn mối quan hệ gia đình với anh trai. Cả ba người họ khi mới bắt đầu làm việc chung đã gặp không ít rắc rối vì những bất đồng quan điểm. Nhưng cả ba dần hiểu nhau hơn và trở thành bộ ba ăn ý trong khoa. Vấn Tâm tập trung vào các vấn đề xảy ra ở bệnh viện, mối quan hệ bác sĩ, bệnh nhân với những câu chuyện xúc động và rất đời thường. Phim cũng làm nổi bật lên những hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ, những tai nạn nghề nghiệp mà họ gặp phải và cả những ca bệnh khó đỡ, tạo nên một câu chuyện nhiều màu sắc. Nhìn chung, bộ phim đề cao câu chuyện nghề nghiệp và tình cảm gia đình nhiều hơn so với tình yêu lứa đôi, có lẽ vì không theo thị hiếu số đông nên cũng là một lý do phim không nổi. Không quá hoa mỹ cầu kỳ, nhưng Vấn Tâm quả thật là một góc nhìn chân thực về nghề nghiệp bác sĩ, rất đáng để xem và chiêm nghiệm. Dị Nhân Chi Hạ, Bành Dục Sướng, Vương Ảnh Lộ, Hầu Minh Hạo. Bộ phim kể về cuộc hành trình đầy kỳ diệu của chàng trai bình thường Trương Sở Lam do Bành Dục Sướng thủ vai sau khi thi thể của ông nội mất tích một cách bí ẩn. Trong lúc tìm kiếm câu trả lời về sự biến mất của thi thể, Trương Sở Lam bất ngờ bị cuốn vào một thế giới hoàn toàn khác biệt, nơi tồn tại những người có năng lực đặc biệt được gọi là dị nhân. Tại đây, anh phải đối mặt với sự truy sát từ tổ chức tà ác toàn tính và gặp được cô gái thần bí Phùng Bảo Bảo do Vương Ảnh Lộ thủ vai. Với sức mạnh đáng kinh ngạc của mình, Bảo Bảo giúp Trương Sở Lam tự tin bộc lộ năng lực dị nhân của mình nữa. Họ cùng nhau điều tra quá khứ của ông nội Trương Sở Lam và khám phá những bí ẩn đang ẩn chứa trong lịch sử gia đình. Từ đây, những bí ẩn dần dần được hé lộ, một cuộc chiến đầy cam go cũng đang đến gần. Trong hành trình này, Trương Sở Lam, Phùng Bảo Bảo và nhóm dị nhân trẻ tuổi khác như Vương Dã, Gia Cát Thành đã hợp sức và xây dựng những tình bạn, mối liên kết sâu sắc.
Mỗi người trong nhóm đều đang tìm kiếm lý tưởng và ý nghĩa cuộc sống riêng của mình. Cuối cùng, trận chiến giữa ánh sáng và bóng tối sắp sửa bùng nổ. Sở Lam và nhóm dị nhân phải đối mặt với một cuộc thế chiến quyết liệt để bảo vệ thế giới của họ khỏi sự hiểm họa đang tiến tới. Khi mới phát sóng, dị nhân Chi Hạ đã bị nghi ngờ khá nhiều về chất lượng, thậm chí bị chê bai, trở thành trò cười khi mới chiếu được 4 tập đã bị ngừng phát sóng. Nhưng một tháng sau, dị nhân Chi Hạ lên sóng trở lại, càng chiếu càng thu hút khiến khán giả quay xe khen ngợi, trở thành một trong những bộ phim đáng xem của năm 2023. Thiếu niên Minh Long, Trương Nhược Quân, Hoàng Nghiêu, Từ Nhược Hàm. Thiếu niên Minh Long mở đầu với cuộc sáp nhập đầy ồn ào của hai trường trung học là trường thực nghiệm Minh Anh nơi hội tụ anh tài với tỷ lệ đỗ nguyện vọng một cực cao. Và trường thực nghiệm Long Hải ngôi trường có môi trường đối lập hoàn toàn với tỷ lệ đỗ nguyện vọng 2 chỉ là 20%. Nếu hiệu trưởng chủ trương chia lớp thường và lớp chọn để tập trung giảng dạy theo năng lực, thì hiệu phó cho rằng đây là phân biệt đối xử và muốn thành lập một lớp đặc biệt, chứng minh những học sinh vốn đội sổ cũng có thể vào đại học hàng đầu. Từ đây, lớp 12, 11 ra đời, do thầy giáo Lôi Minh, do Trương Nhược Quân thủ vai, cựu giảng viên hàng đầu của một trung tâm luyện thi danh tiếng và giáo viên tâm lý Tăng Hạ, Hoàng Nghiêu, làm chủ nhiệm. Từ đây, lớp 12, 11 ra đời, do thầy giáo Lôi Minh, do Trương Nhược Quân thủ vai, cựu giảng viên hàng đầu của một trung tâm luyện thi danh tiếng và giáo viên tâm lý Tăng Hạ, do Hoàng Nghiêu đóng, làm chủ nhiệm. Nửa chặng đầu tiên của phim tập trung vào quá trình tìm học sinh và giáo viên cho lớp 12, 11. Bằng lý do ham vui, liều ăn nhiều của các học sinh đặc biệt, cùng với sự thuyết phục nhiệt tình của thầy Lôi Minh và cô Tăng Hạ, mà cuối cùng đã tìm được 5 học sinh đồng ý ghi danh vào lớp 12, 11 trong phút chót. Gồm có anh chàng học sinh cọc tính nhưng rất có thiên phú về kỹ thuật là Lý Nhiên, do Vương Thường đóng, cô nàng học bá của môn toán là Trình Vũ Sam, do Từ Nhược Hàm đóng, cô bạn đáng yêu Biên Hiểu Hiểu, do Tăng Hữu Trân đóng, nam sinh nhút nhát Vũ Dương, do Trương Sâm đóng, và anh chàng rapper Giang Trình Lãng, do Hứa Kỳ Kiệt đóng. Thiếu niên Minh Long gợi ra những khó khăn học tập và tâm lý mà các sĩ tử sắp vượt vũ môn hay gặp phải, chỉ ra những mẹo học tập, cách sắp xếp thời gian, vận dụng chu kỳ ngủ. Không chỉ nhóm F5 của lớp 12-11 được học mà người xem cũng nạp được kha khá tip học tập thú vị. Cái hay của thiếu niên Minh Long còn nằm ở chỗ để khán giả cảm nhận từ từ sự thay đổi và bước tiến trong học tập của lớp 12-11. Trong quá trình cải thiện điểm số của lớp 12-11, những câu chuyện riêng lẫn khó khăn của từng nhân vật cũng được gợi mở, tháo gỡ. Phim cũng khai thác nhiều vấn đề sức khỏe tâm lý, dù chưa tập trung quá chuyên sâu vào vấn đề này. Thẩm Diệu Lý Minh Đức luôn là học sinh có thành tích dẫn đầu toàn khối, nhưng bị trầm cảm nặng vì áp lực, tình cảm gia đình nguội lạnh, người cha ngoại tình, trọng thể diện. Cậu liên tục tự tổn thương mình để giải tỏa, hình thành nên tâm lý biến thái, cực đoan. Đến khi được sự giúp đỡ của cô giáo Tăng Hạ cùng với ý chí của bản thân, Thẩm Diệu đã dần dần có nhiều thay đổi và cởi mở hơn. Mặc dù cái kết của phim khá miễn cưỡng và vấp phải không ít chỉ trích từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, vẫn không thể phủ nhận là thiếu niên Minh Long cũng sở hữu nhiều phân đoạn khiến người xem khóc hết nước mắt. Tại đó, việc thi vào trường đại học top đầu không hẳn là mục đích cuối cùng của mọi học sinh, mà là biết cách theo đuổi đam mê phù hợp, đúng đắn nhất. Cả giáo viên và học sinh đều là liều thuốc chữa lành cho nhau. Trạch Quỹ Đạo, Lưu Hạo Tồn, Lâm Nhất. Trạch Quỹ Đạo là một bộ phim ngôn tình hiện đại, pha trộn thêm màu sắc giả tưởng độc đáo do Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất đóng chính. Dù không tạo hiệu ứng truyền thông bùng nổ, nhưng phim vẫn có lượng fan nhất định, để lại ấn tượng cho một bộ phận khán giả. Nhân vật chính của Trạch Quỹ Đạo là Giang Hiểu Viện, Lưu Hạo Tồn, một tiểu thư giàu có kiêu kỳ, sống ở năm 2025. Sau một tai nạn xe, Giang Hiểu Viện thấy mình xuyên không về năm 2018, nhưng không phải trong dòng thời gian của cô. Nói cách khác, Giang Hiểu Viện đã bị đưa đến một thời không khác, cô nhập vào thân xác của một cô gái có ngoại hình giống hệt mình. Cũng tên là Giang Hiểu Viện nhưng lại có bối cảnh trái ngược với cô khi là một cô gái lớn lên trong nghèo khó. Trong thời không của năm 2018, Giang Hiểu Viện gặp được Kỳ Liên, Lâm Nhất và được anh giúp đỡ. Hóa ra, Kỳ Liên và Giang Hiểu Viện của năm 2018 là bạn học cũ, thậm chí mối quan hệ giữa cả hai đã từng rất thân thiết. Kỳ Liên ban đầu đối xử rất tốt với cô. Nhưng khi biết được sự thật cô là người xuyên không, Kỳ Liên liền nổi giận vì nghĩ rằng thân xác cô bạn cũ đã bị người khác chiếm mất. Ngược lại, Giang Hiểu Viện của năm 2025 cũng rất uất ức trước thái độ của Kỳ Liên bởi cô không hề mong muốn bị xuyên không đến đây. Ngay từ tập phim đầu tiên, Trạch Quỹ Đạo đã nhận được nhiều lời khen ngợi bởi cốt truyện cuốn hút, nhịp phim nhanh gọn và hấp dẫn. Bộ phim phảng phất màu sắc trinh thám, tạo không khí huyền bí kỳ ảo thông qua chiếc điện thoại kỳ lạ cũng như một số tình tiết đáng nghi xung quanh việc xuyên không của Giang Hiểu Viện. Dường như đó không phải là một tai nạn ngẫu nhiên mà là sự sắp xếp có chủ đích. Khi mới lên sóng,
Trạch Quỹ Đạo bị khán giả Trung Quốc ghẻ lạnh vì một số lý do liên quan đến nữ diễn viên chính Lưu Hạo Tồn. Nhưng dần dần, Trạch Quỹ Đạo thu hút khán giả hơn bởi nội dung được đánh giá là hấp dẫn, khó đoán nhưng không gây mệt mỏi, ngược lại đủ tò mò để người xem đón đợi tập kế tiếp. Diễn xuất của Lưu Hạo Tồn được khen ngợi là tự nhiên và cảm xúc, đặc biệt trong các cảnh khóc. Diễn xuất của Lưu Hạo Tồn trong các cảnh khóc có thể được miêu tả là sống động. Không chỉ có nước mắt mà cô còn kiểm soát được cảm xúc biểu hiện trên gương mặt và cả ngôn ngữ cơ thể. Với mỗi cảnh khóc khác nhau, Lưu Hạo Tồn có những diễn giải khác nhau và biểu hiện khác nhau, qua đó bộc lộ được nội tâm sâu sắc của nhân vật. Tôi biết tôi yêu em, Trương Vãn Ý và Tôn Di. Tôi biết tôi yêu em là bộ phim đánh dấu sự hợp tác đầy thú vị của Trương Vãn Ý và Tôn Di. Phim kể về việc nam chính làm tiểu tam chen vào mối quan hệ 10 năm của nữ chính, nhưng bất ngờ là nam trà xanh này lại được khán giả đồng cảm và yêu thích. Nữ chính Hứa Nặc, do Tôn Di đóng, là thợ cắm hoa nghệ thuật, cô có một mối tình đã kéo 10 năm mà không có kết quả. Còn nam chính Triệu Tấn, do Trương Vãn Ý đóng, là một bác sĩ thú cưng, mang trong mình gánh nặng gia đình vì bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân sắp đặt, để rồi sau đó cũng ly hôn vì bị vợ cũ phản bội. Triệu Tấn yêu Hứa Nặc từ cái nhìn đầu tiên nhưng chỉ âm thầm ở bên chăm sóc, quan tâm cô. Khi biết Hứa Nặc có bạn trai, Triệu Tấn liền lùi bước về sau, chưa từng gây ảnh hưởng tới mối quan hệ của cô. Nhưng sau 10 năm, mối quan hệ của Hứa Nặc với bạn trai đã nguội lạnh như tro tàn, khiến Triệu Tấn quyết tâm bày tỏ tình cảm với Hứa Nặc, giải thoát cho cô khỏi những đau khổ, mệt mỏi kia. Sự hiểu lầm từ bạn bè và sự cản trở của cha mẹ khiến tình yêu của họ gặp nhiều khó khăn thăng trầm. Bên cạnh đó, sự chăm sóc tỉ mỉ của Triệu Tấn dành cho Hứa Nặc đã khiến Hứa Nặc cảm nhận được sự ấm áp và vững chắc mà đã lâu rồi cô không được trải qua, lấy lại sự tự tin và khao khát tình yêu. Mặt khác, sự xuất hiện của Hứa Nặc cũng dần hàn gắn những tổn thương tình cảm bao năm qua của Triệu Tấn, giúp Triệu Tấn cảm nhận được niềm hạnh phúc đã mất từ lâu. Cả hai đã vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại thông qua tình yêu đích thực dành cho nhau, yêu nhau rồi trưởng thành và cùng nắm tay nhau bước vào lâu đài hôn nhân. Tôi biết tôi yêu em là một bộ phim kinh phí thấp, hội tụ đủ 4 không khi nhà sản xuất không danh tiếng. Đạo diễn không có tác phẩm tiêu biểu, biên kịch không kinh nghiệm, nền tảng không kỳ vọng, thậm chí còn không có banner hay quảng bá phim. Thế nhưng bất ngờ là Tôi biết tôi yêu em lại được khán giả yêu thích và đánh giá cao bởi những thước phim đẹp, cùng với kịch bản hấp dẫn và diễn xuất tốt của hai diễn viên chính. Tôi biết tôi yêu em có mạch phim vừa ổn, không quá nhanh cũng không quá chậm, đủ để các tình tiết phim tiến triển một cách gãy gọn. Màu phim khá trữ tình, bộ lọc phim thì dịu mắt. Còn nhạc phim thì siêu cuốn, có chút lãng mạn, cùng chút mập mờ, rất phù hợp với tình tiết và bối cảnh phim. Cư dân mạng cũng khen rằng Tôi biết tôi yêu em chính là bộ phim có phần hình ảnh và âm nhạc lãng mạn và nên thơ nhất trong số các phim ngôn tình năm 2023. Bạn đã xem được bộ phim nào rồi trong số những bộ phim này chưa? Và nếu bạn đã xem được bất kỳ bộ phim nào trong những bộ phim mà chúng mình đã giới thiệu, thì chúng mình thật sự mong rằng bạn hãy để lại một bình luận chia sẻ cảm nghĩ của bạn về bộ phim ấy nó, để nó có thể lan tỏa đến nhiều người xem hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!